5 chiếc điện thoại rẻ nhất nhì tại thị trường Việt Nam, giá chỉ bằng khoảng 20 ly trà sữa. 20 ly trà sữa, trung bình mỗi ly khoảng 55 cành. Vậy thì em Honor X5 này có giá khoảng hơn 1 triệu thôi nha. Mình biết là mọi người đang lo giá rẻ như vậy thì em này có dùng được hay không đúng không nè. Mặc dù là giá rẻ như vậy nhưng em này vẫn được trang bị màn hình 6.5 inch, lớn không thua gì so với những dòng khác đâu à nha. Ngoài ra thì em này còn được trang bị viên pin 5000mAh, bạn có thể thoải mái sử dụng cả ngày lẫn đêm nhưng mà không lo hết pin đâu nha. À, cái này quan trọng nè, mọi người nhớ lấy giấy bút ra note lại nha. Vào ngày sale đôi từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12, Di động Việt có xuất sở hữu Honor X5 với giá sốc chỉ 1.222.000 và mỗi ngày chỉ có 10 slot thôi nha. Yes. Ngoài ra những sản phẩm đến từ các thương hiệu khác như là Oppo, Realme, Xiaomi cũng được đồng loạt giảm giá trong dịp này. Nên là mọi người nhớ note lại lịch và nhanh chân đến Di động Việt để sở hữu những em này nha. Còn bây giờ thì mình đi uống trà sữa cũng như là cày phim tiếp thôi.